Chỉ và định giống nhau hay khác nhau? Tuệ và quán giống nhau hay khác nhau? Một lần nữa, sư có một lời khuyên, đó là chúng ta nên học Pali quý vị ạ. Tại vì có những từ á, mà khi dịch ra đó, chúng ta nếu chúng ta có một cái từ Pali đi thì chúng ta sẽ biết nó là cái từ đơn hay là cái từ ghép và ý nghĩa của từ đó là cái gì. Còn khi mà chúng ta chỉ đơn thuần chúng ta dựa vào cái nghĩa Việt ấy, chúng ta rất dễ sa vào cái một cái gọi là cái trò chơi ngôn ngữ và chúng ta sẽ hí luận ngôn ngữ với nhau. Ví dụ như một cái từ đó rồi chúng ta bắt đầu cắt ghép rồi chúng ta suy diễn theo cái cách mà chúng ta cắt ghép. Mà vốn dĩ tiếng Việt nó không giống như là cái tiếng Pali, hai cái ngôn ngữ nó cũng khác nhau. Và tiếng Việt của chúng ta là cũng vay mượn một phần từ tiếng Hán, mà tiếng Hán thì nó cũng không phải là tiếng Pali, cho nên là có đôi khi chúng ta suy diễn thì nó có thể nó sẽ xảy ra vấn đề. Cái chỉ và định, cái định và chỉ thì theo như sư được biết thì nó chỉ xuất phát từ một từ là samatha, samadhi, thì nó có nghĩa là sự thực hành thiền chỉ hoặc là sự thực hành thiền định, có nghĩa là sự tập trung trên một đối tượng, hoặc là còn ngoài ra nó còn có một cái từ để mô tả về cái định và cái chỉ, đó chính là cái từ chana, có nghĩa là các cái tầng thiền chứng, các cái tầng thiền chứng. Bởi vì nó có tác dụng là nó thiêu cháy các phiền não, nó có tác dụng thiêu cháy các phiền não. Và cái tác dụng của định hoặc là chỉ đó, tác dụng của chỉ định ấy, đó chính là sự tập trung vào đối tượng và cái sự không xa rời đối tượng, thì nó là tác dụng của định. Còn cái quán á, vipassana, nó có tác dụng là soi sáng, nó có tác dụng soi rọi. Ngoài ra riêng cái tuệ quán á, thì nó bắt đầu từ hai từ là vipassana jnana, có nghĩa là cái trí tuệ quán. Cái vipassana nó có nghĩa là cái sự quán xét, cái sự soi rọi, cái sự soi sáng. Mà jnana có nghĩa là cái trí, hoặc là gọi là còn gọi là cái tuệ đó. Thì đó là như vậy. Tại vì cái jnana nó không phải như là cái sanya. Cái panya không phải là cái sanya. Cái sanya có nghĩa là cái tuệ. Còn cái panya là cái tuệ, còn cái sanya là cái tưởng. Cái tuệ có là cái trí thấy đúng được sự thật, còn cái tưởng nó chỉ ban đầu nó chỉ là cái sự tưởng tượng thôi. Còn quý vị mà hỏi là cái trí cái gọi là cái trí và cái tưởng nó khác nhau như thế nào á, thì quý vị phải thực hành tứ niệm xứ, phải thực hành tứ niệm xứ. Khi quý vị thực hành rồi đó, quý vị sẽ thấy là cái trí nó là như thế nào. Còn bây giờ đó sư nói thì quý vị chỉ đơn thuần quý vị dùng cái tưởng, dùng cái trí tưởng tượng của quý vị đó để mà quý vị tưởng tượng về một cái trí, nó kẹt vậy đó. Có những cái nó thuộc về pháp hành thì chúng ta buộc chúng ta phải thực hành để chúng ta thấy được đúng cái bản chất của nó là cái gì.